Nếu anh em đang có trong tay khoảng 400 triệu và đang phân vân có nên là mua nhà hay là mua xe, thì anh em nên để dành 400 triệu đó và xin ba mẹ thêm 600 triệu nữa để mua chiếc xe này, rồi dùng tiền đó để độ lên cho nó giống như vậy. Giỡn thôi, đây là chiếc R nineT đã được lên rất là nhiều đồ chơi, và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu xem là nó có những cái món gì. BMW R nineT được bán ở thị trường Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2014, và kể từ đó đến nay thì họ cũng mang về khá là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Chúng ta sẽ có bản Scrambler hay là bản Full GS gì đó, và mỗi một phiên bản như vậy thì nó sẽ có một cái phong cách khác nhau. Tuy nhiên thì Bimmer nói chung, cả xe hơi lẫn xe máy thì họ đều có những cái cá tính rất là đặc biệt, và họ thường sẽ custom cho chiếc xe nhiều hơn nữa, và đây là một trong những cái ví dụ đó. Đây là một chiếc R nineT rất là đặc biệt, nó được độ theo phong cách gọi là Street Trucker. Bây giờ nhìn nó rất là khác và rất là đẹp so với một cái chiếc R nineT nguyên bản. Mình sẽ giới thiệu lần lượt xem cái xe này nó đã lên những cái món đồ nào. Về tổng thể trước đi, thì anh em nhìn thấy là nó có một sự khác biệt rất lớn ở cái phần nước sơn. Thay vì cái màu đen kết hợp với những cái mảng màu trắng thì bây giờ nó đã được đổi style thành cái màu xám, màu cam và màu trắng. Bên cạnh đó có logo CBC ở đây, là cái đơn vị workshop để thực hiện cái gối độ trên chiếc xe này. Đó là phần bình xăng, nhìn nó tạo cái độ tương phản so với màu tối tổng thể của xe. Nhích dần lên phía trước, chúng ta sẽ có hệ thống chiếu sáng. Đây là cái đèn đã được thay thế bởi một hãng đồ chơi. Đèn này nó tên là Thunderbolt Koso. Về mặt kích thước thì anh em nhìn thấy là nó sẽ nhỏ hơn, gọn gàng hơn khá nhiều so với cái đèn zin của xe. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có phần bọc kim loại màu đen nữa nè. Cái ốp này thì nó sẽ có cái màu vàng, và cái màu vàng này khi mà chúng ta đi cái đường sương mù này kia thì nó sẽ rõ ràng hơn. Rồi, bắt đầu mình đi dần xuống phía dưới đi, thì cái phuộc này vẫn là phuộc upside down, phuộc zin, nhưng mà nó đã được trải qua quá trình xi mạ. Zin của nó là màu vàng, bây giờ đổi thành màu đen cho nó hài hòa hơn với cái tổng thể thân xe. Nếu mà nó màu vàng thì nó lại bị chói quá so với cái style mà người ta đang muốn hướng tới. Đi xuống phía dưới, dè trắng bùn này cũng đã được thay thế. Đặc biệt ở phía dưới này chúng ta sẽ nhìn thấy một cặp mâm của hãng AC Schnitzer. Nguyên cặp mâm trước sau đều bằng nhôm hết, rất là nhẹ và màu đồng, rất là ấn tượng, rất là đẹp. Cặp mâm này theo mình tìm hiểu giá thì nó sẽ rơi đâu đó vào khoảng 70 triệu. Tổng gói đồ chơi đã được trang bị trên xe này, kể cả những món to nhất và những món nhỏ nhất, cộng lại sẽ khoảng 400 triệu như từ đầu mình nói rồi. Xe vẫn được trang bị phanh trước là dạng đĩa đôi nè, đi kèm với cái heo Brembo, thì đây là heo zin, không có gì thay đổi cả. Ở bên trong này có một cái trợ lực cũng là đồ zin theo xe luôn. Đi về bên hông này có một cái phần ốp lốc máy của Roland Sands. Đây là một cái đơn vị độ, nhưng mà họ sản xuất cái này dành riêng cho dòng BMW R nineT này, và nó chỉ được niêm yết trên cái website của BMW mà thôi. Ở bên ngoài có một cái phần khung chống đổ của Rizoma. Ở trên xe này thì anh em cũng sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái món đồ của Rizoma. Có đèn trợ sáng Lubo L7 ở đây, hai bên đều có luôn. Khi mà chúng ta đi tour, đi đường dài này kia thì nó có thể đáp ứng được điều kiện chiếu sáng khác nhau. Đi về phía ngang hông có những cái phần mảng ốp che chắn những cái thành phần bên trong, giúp cho cái xe nó liên lạc hơn. Ở đây mình thấy những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là những cái còi này, nhìn nó khá là mắc cười và nó dễ thương. Mình sẽ có cái phần gác chân của Rizoma ở đây. Cái phần ống xả là cái phần rất là quan trọng. Chúng ta sẽ có cái phần bô này của BUS full titan luôn. Phần cổ bô của Ra cũng là titan, và khi mà chúng ta chạy nóng lên thậm chí là nó sẽ đổi được màu, nó nhìn rất là hay. Và cái hệ thống ống xả này không những giúp cho âm thanh phấn khích hơn mà nó còn cải thiện công suất cũng như làm giảm khối lượng tổng thể của xe. Và đây cái khối lượng nó nhẹ hơn khá nhiều so với nguyên bản là khoảng hơn 200 kg, thì nó đã được giảm xuống rất là nhiều theo chia sẻ của ở bên workshop họ độ xe này. Đi về phía sau nữa thì mình nhìn thấy cây phuộc Öhlins có thể điều chỉnh được, cây phuộc màu đen rất là to, nhìn là thấy uy tín rồi. Cái phuộc này sẽ cải thiện khả năng làm việc, cái độ nhúng, cái độ đàn hồi. Khi mà chúng ta đi thì nó sẽ ưng ý hơn với cái nhu cầu sử dụng. Lớp xe này cũng đã được thay lên lớp Mutant. Nó có thiết kế vừa đáp ứng được cái nhu cầu đi lại hàng ngày trong phố, thậm chí là mang đi off-road nhẹ một chút xíu nữa. Thì cái xe này họ gọi là phong cách street trucker mà. Nghĩa là chúng ta vừa đi được cái điều kiện bình thường mà vừa mang nó đi chơi, đi quậy một chút xíu. Rồi, gì nữa ta? Ở phía sau nè, cái mâm hở ra khá nhiều so với khu vực phía trước, và nhờ vậy chúng ta có thể quan sát được rất là rõ ràng. Cái màu đồng này thật sự rất là ấn tượng. Di chuyển lên khu vực ghi đông của xe, ở đây mình nhìn thấy là một số thành phần cũng đã được thay đổi. Chúng ta sẽ có phần tay lái này của Rizoma nè, rồi cái gương thì là của Motogadget, gương gù không viền, nó nhìn rất là nhỏ gọn ha. Tay thắng Option 719 ngầu hơn, đẹp hơn, và cái cảm giác bóp nó cũng sẽ khác, nó chắc chắn hơn. Ở phía này thì mình sẽ có hai cái bình dầu, hai bên đều là của Rizoma luôn. Phần tay thắng bên đây cũng là của Option 719, gương thì giống bên kia, hai bên giống nhau, đối xứng. Ở sau mình sẽ có một phần SW Motech. Đây là cái bát để gắn túi. Đi xuống phía dưới này thì anh em nhìn thấy là thanh để nói ra cái biển số cũng là một cái món đồ của Rizoma và nó rất là chắc chắn chứ nó không hề bị lỏng lẻo. Cái cách mà mình nhìn nó thì ban đầu mình nghĩ là nó sẽ hơi lỏng lẻo hay là bị sụp xịt gì đó, nhưng mà thật sự là nó rất là chắc, Di chuyển lên khu vực yên xe, mình sẽ có một cái yên được làm bằng da lộn và cái yên này đã được thay thế rồi. Chở một người thôi, tại vì chủ nhân của chiếc xe này không thích chở theo ai cả, thích một mình đi khám phá mọi thứ. Ở phía sau là một cái bát, chúng ta có thể gắn túi hay gì đó ở đây. Khi cần chở thêm người thì có thể tháo cái này ra để gắn thêm một cái yên phụ vào. Phần nắp bình xăng cũng đã được thay đổi to hơn, thao tác dễ dàng hơn. Bên cạnh những cái thay đổi, những cái nâng cấp mà mình vừa nêu ra thì cái xe này vẫn được trang bị khối động cơ boxer có dung tích xi lanh là 1170cc và theo như nguyên bản thì nó sẽ sản sinh công suất tối đa đó vào khoảng 109 mã lực và mô men xoắn cực đại của nó sẽ là 116 Nm và có thể những cái thay đổi liên quan đến hệ thống truyền động, đặc biệt là ống xả phần nào đó cải thiện công suất đầu ra của xe và cụ thể bao nhiêu thì mình chưa tìm hiểu được. Đó cũng là những cái chia sẻ nhanh của mình đối với phiên bản R nineT đã được độ này. Mình thấy có rất là nhiều những cái gói độ khác nhau, những anh em đã từng độ những chiếc R nineT này. Tuy nhiên đây là một trong những cái phiên bản độ mà mình thấy đơn giản, nó nhẹ nhàng và có một cái sức hút riêng của nó. Anh em nghĩ sao? Thì để lại bình luận bên dưới. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn. Mình là Minh Trí ND trên tinh tế.vn.